Ai đã từng có một thời gian sinh sống lâu năm ở Hà Nội thì chắc không còn xa lạ với những tuyến phố như là Hoàng Đạo Thành, Hoàng Đạo Thí và Tạ Quang Bửu. Đây đều là những nhân vật lịch sử, những nhà văn hóa, nhà khoa học tài năng lỗi lạc của đất nước Việt Nam. Tuy nhiên sẽ có ít người biết ba nhân vật nổi tiếng này đều xuất thân từ một gia đình trí thức với sự nghiệp và tài năng của các thành viên đã được cả nước ghi nhận. Hoàng Đạo Thành. Hoàng Đạo Thành, ông sinh tại làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, hiện nay thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã bộc lộ được tài năng xuất sắc về văn chương và niềm đam mê mãnh liệt đối với lịch sử nước nhà. Năm 1884, sau khi đạt được học vị cử nhân, ông đảm nhận vai trò là giáo thụ tại các phủ đó là Quốc Oai, Hoài Đức, Từ Sơn và sau đó là làm viên tri phủ Thuận Thành. Tuy nhiên thì ông đã từ quan để trở về quê nhà dạy học và tham gia tích cực phong trào Duy Tân. Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn thơ để đời như là Đại Nam Hành Nghĩa Liệt Nữ Truyện, Việt Sử Tứ Tự và đặc biệt bộ Việt Sử Tân Ước, được soạn theo tinh thần tiến bộ và ông ca ngợi triều đại Tây Sơn cùng với khai thác nguồn văn hóa dân gian. Hoàng Đạo Thành có hai bà vợ và có tổng tổng cộng là 6 người con. Trong số đó thì Hoàng Đạo Thí là con trai út, chính là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lịch sử nước nhà. Trước ông thì chị gái là Hoàng Thị Duyên, còn được gọi là bà Cả Mộc, nổi tiếng là người từ thiện, một nhà sáng lập nuôi dưỡng trẻ em miễn phí đầu tiên ở Hà Nội trước năm 1945. Anh trai của ông là Hoàng Đạo Phương cũng là một cử nhân và là một thương gia giàu có bậc nhất của Hà Nội xưa. Hoàng Đạo Thí là con trai út của Hoàng Đạo Thành. Và ông Hoàng Đạo Thí gia nhập quân đội rất là muộn, sau tuổi 45. Nhưng ông đã tỏa sáng trong rất nhiều lĩnh vực công tác. Ông đã trở thành một trong những gọi là người khai phá và tạo nên, đó là gì? Đó là anh cả trong ngành bộ đội thông tin, ngành thông tin liên lạc quân sự của thợ đó. Không những thế, ông không những nổi bật trong ngành quân đội mà ông còn để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều tác phẩm về lĩnh vực là giáo dục, quân sự, lịch sử và văn hóa. Đặc biệt, những nghiên cứu về lịch sử văn hóa của Hà Nội đã giúp cho ông được xem là nhà Hà Nội học hàng đầu của Việt Nam. Và Tạ Văn Bửu, giáo sư Tạ Văn Bửu thì lại là con rể của nhà văn hóa lỗi lạc Hoàng Đạo Thí. Ông kết hôn với bà Hoàng Thị Vân, con gái của ông Hoàng Đạo Thí. Và ông Tạ Văn Bửu không chỉ sở hữu kiến thức sâu rộng rất nhiều lĩnh vực từ toán, lý, hóa, triết học, sinh học, môi trường, và ông còn là một nhà lãnh đạo tài ba mang tầm cỡ quốc gia và là một nhà khoa học uyên thâm hiếm có. Ông được xem là đại trí thức Việt Nam, là một nhà ngoại giao bản lĩnh, là một nhà quản lý giáo dục có tầm nhìn chiến lược. Ông chính là cây cầu nối khoa học thế giới đi đến với Việt Nam.